hôm nay mình cùng xem cái máy dubber các bạn. Máy này hàng nghĩa địa của Nhật. Máy này của nghĩa địa của Nhật phải không anh? Cái này là hàng nghĩa địa của Nhật á, 20 triệu á. Cái dàn dubber này là 20 triệu các bạn. Này mình gặp mình quay chia sẻ cho bạn xem thôi chứ không có để lại, không có quảng cáo. Đắp vậy đó bạn. Ở dưới kia nó cũng có một cái ca lê. Dưới đó nó cũng có một cái ca lê. Bờ nó đắp coi cũng được lắm vậy. Đây các bạn, cái bờ nó đắp đây các bạn. Này hàng nghĩa địa của Nhật. Cao luôn ta. Rồi, cái bá cao nhọn luôn. Ừ. Bờ nè. Cái dách nè các bạn. Đây cái dách của nó đây. Rồi cũng đứng lắm. Đó, nó hơi hẳm này cái chân nha các bạn. Cái này có thể là đất mà không dẻo có thể lở. Hẳm cái chân. Nhưng mà cái chân của nó hơi hẳm hơn cái của Việt Nam mình á. Thấy không? Chân này có thể bị lở á. Bờ nó cao quá cao. Cái này nào giờ cũng mới thấy cái dạng nó bờ nghĩa địa của Nhật luôn chứ. Nhưng mà này chạy này là tốc độ thua của Việt rồi. Nhưng mà cái dàn găng nó dài hơn cái dàn găng của mình quá. Cái găng của nó cũng là cỡ 3 tấc. 3 tấc. Cái găng của nó. Đây các bạn để ảnh ghe vô cho mình quay thêm cho các bạn xem. À, cái răng của nó là rất là dài các bạn. Răng rất là dài luôn.
cái này nó hẩm, nó hẩm hơn cái dàn đắp bờ của Việt mình lắm. Này vừa đắp nó cũng không có rẻ bằng cái dàn đắp bờ của Việt nữa, phải không? Móc xuống rồi. Này các bạn, để mình khám phá cho em chơi các bạn. À, ở bên trong nè nó ngộ lắm, ở bên trong này nó kết nối như thế này. Ở đây thì nó dùng một cặp đăng từ đây tới đây, nói tới đây à. Còn người ta cũng tăng đưa qua lại bằng cái này các bạn, tăng đưa qua lại. Ở bên dưới thì ở bên này thì người ta cũng dùng cái chảo cố định đựng cho nó giạt qua. Cắt lỗ hang không ạ? Thì cũng nói cặp đăng ra cho thì cũng cũng kết nối ra nhờ cái của Việt nữa bạn. Hai cái cầu đổ cái chân con rang nó có dính đâu được. Cái này là mua nghĩa địa, anh chia sẻ là 20 triệu. Chảo đó cũng bởi nóc á. Cái này mình tăng mình mang bánh bơi vô chạy được không anh? Được. Vậy là mình tăng đưa ra đời ra vô được ha. À, tăng đưa bằng cái này ha. À, tăng đưa qua lại là được nhiêu? 3 tấc không? 5 tấc. Tăng đưa qua lại là được 5 tấc. À. Anh thấy chạy cái dàn này êm không anh? Chạy nó êm hơn mấy dàn kia. Dạ. Chạy nó không có thua. Dạ. Đúng rồi, này chạy thêm luôn không có cái dàn răng này nó cao dữ quá ta, răng dài quá ha, răng dài đâu có ba tấc gì đâu á, dàn răng dài dữ lắm, là dài luôn cái răng này các bạn. Cái này bao nhiêu cái răng này anh? 6 cái răng ha. Đây các bạn, cái dàn quay của nó đây, nó là quay ngang. À, hộp sên của nó chèn trong kia ra là từ đây mình xui ra. Này tăng đưa cao thấp là cái này ha. Này, tăng đưa qua lại là cái kia, hai tăng đưa. Cái chảo này nó có găng như đây ha. Ừ, có găng này, có độ nhúng vô luôn nè. Ừ, cái này nó có ép nè. Cái độ nhúng của cái để dặn ép đất đó. Ép đất. Còn có Việt Nam mình tròn lụi luôn à. Việt Nam thì nó cứng ngắc à. Đăng đưa xuống à. Hạ cái đầu dòng xuống. Chạy nữa không? Bồ quá nó không có ép được rồi. Dạ. Vậy em chạy vô đi. Dạ. Gần nó rất là dài luôn các bạn, rất là dài. À, cái vòng quay của nó bự lắm các bạn. Để mình quay lại cái bờ cho các bạn xem cái thành quả của nó làm ra nữa bạn. Đây cái thành quả của nó làm ra đây. Đó. Cái chân thì hơi hẩm. Nhập cái chân hơi hẩm hơn đồ của Việt. Cái bờ của nó thì rất là vuông cạnh hơn của Việt rất là nhiều. Thì có thể nói là cái này là cũng đạt lắm đó bạn.
về luôn các bạn. Hộp sên nó rất là nhiều, hai cái hộp sên. Hộp sên dài ra đằng sau.